Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì An sẽ sẽ hướng dẫn các bạn cách để quản lý hợp đồng thông qua các cái app của Daiichi đó chính là Daiichi Connect và chúng ta sẽ thao tác như sau. Đầu tiên chúng ta vào App Store để tìm <laughs> app Daiichi Connect. Đây ạ. Sau khi đánh tên thì nó sẽ hiện ra. Các bạn kích vào để tải về. Ờ, khi các khách hàng của An khi mà trao hợp đồng thì An luôn đăng ký cho khách hàng luôn cái um, tài khoản để đăng nhập vào Dai Chi Connect hoặc là đăng nhập ở trên web Tuy nhiên là nếu như bạn chưa được cấp cái này thì các bạn có thể đăng ký mới Nó rất là đơn giản, chỉ mất tầm 1 đến 2 phút là chúng ta hoàn toàn có thể thao tác xong những cái này rồi Nó giúp chúng ta quản lý hợp đồng một cách nhanh gọn và dễ dàng hơn đối với bạn chưa có cái thông tin đăng nhập thì các bạn có thể vào phần đăng ký này ở đây thì công ty sẽ hỏi các bạn về các cái thông tin cơ bản về số hợp đồng số chứng minh thư số điện thoại năm sinh của bên mua và năm sinh của người được bảo hiểm chính những cái thông tin này giúp công ty xác thực rằng là bạn chính là chủ của hợp đồng này và tránh <laughs> sai khác với những người khác đây bây giờ chúng ta sẽ nhập các thông tin nhé số hợp đồng số chứng minh thư này số điện thoại Năm sinh của bên mua bảo hiểm Và năm sinh của người được bảo hiểm chính Chúng ta nhấn vào đăng ký Bởi vì là Ad đã từng đăng ký cái app này rồi Nên là họ giúp mình khôi phục lại cái mật khẩu sẽ có một cái OTP gửi đến cái số điện thoại mà chúng ta đã đã nhập ở trên chúng ta đánh cái OTP này vào đó nhập mã OTP vừa gửi về điện thoại vào đây và họ và chúng ta sẽ đặt lại mật khẩu mới cái mật khẩu mới này giúp chúng ta đăng nhập vào Daichi Connect vào những lần tiếp theo các bạn đặt lại mật khẩu theo cái hướng dẫn của công ty ở phía dưới đó và mật khẩu đã được, được, reset lại rồi và chúng ta sẽ đăng nhập vào app Daichi Connect nhé đây là cái màn hình hình chính của app Daichi Connect khi chúng ta vào trong ở đây chúng ta có thể nộp phí bảo hiểm trực tuyến chúng ta có thể xem được các cái điểm nộp phí và các cái cơ sở bảo lãnh viện phí nó cũng như là xem được các cái giới thiệu về sản phẩm rồi tin tức rồi quản lý các hợp đồng của chúng ta cũng xem được điểm thưởng chẳng hạn như vào điểm thưởng này chúng ta sẽ thấy được rằng là cái điểm thưởng hiện tại chúng ta có là bao nhiêu và cũng có thể chuyển đổi cái điểm thưởng này thành phí đóng nộp phí bảo hiểm hoặc là mua thẻ điện thoại hoặc là đổi thành các thẻ các cái phiếu mua hàng đó và các tiêu chí để thưởng điểm và số điểm thưởng là bao nhiêu thì cũng có thể hiện rất rõ ràng ở đây chẳng hạn như an đang có hơn 1.000 điểm thưởng đó đây các bạn có thể vào đây và xem có thể đổi thành bất kể cái gì nhưng mà như nhà ăn thì ăn hay để đấy để quy thành cái phi đóng cho năm sau ấy hoặc là thi thoảng và mua cái thẻ điện thoại thôi trong trường hợp là bị nhỡ và không cầm theo tiền thì đổi lên cái thẻ điện thoại chứ còn lại thì an cũng không hay dùng các cái quyền lợi phiếu mua hàng như thế kia còn đây là cái danh sách hợp đồng bảo hiểm của chúng ta kích vào đây thì sẽ ra toàn bộ các danh sách hợp đồng bảo hiểm mà chúng ta là là bên mua đó như nhà an thì an là bên mua thì tất cả các hợp đồng nó thể hiện ở đây chúng ta sẽ có thông tin về lịch sử các cái thanh toán mà an đã từng làm thể hiện rõ ràng từng ngày đó cái app này giúp chúng ta quản lý rất là tiện lợi đây đây là danh sách hợp đồng bảo hiểm nhé nó sẽ hiện ra một list các danh sách và chúng ta sẽ click vào trong từng hợp đồng thì nó sẽ ra chi tiết của từng hợp đồng một và chúng ta sẽ quản lý cũng như xem xét các cái hợp đồng của chúng ta thông qua cái app này chẳng hạn như là chúng ta click vào chi tiết hợp đồng bảo hiểm thì chúng ta biết được rằng là cái hợp đồng của chúng ta có đang có hiệu lực hay không hay là mất hiệu lực rồi ngày bắt đầu hiệu lực là ngày bao nhiêu cái kỳ đóng phí của chúng ta là quý năm hay là nửa năm và cái phí cần đóng là bao nhiêu thì cũng để hiện rõ ràng ở trên này luôn để giúp chúng ta biết được là chúng ta đang tình trạng như thế nào thông tin bên mua bảo hiểm thông tin bên mua bảo hiểm thì sẽ có số chứng minh thư ngày tháng năm sinh địa chỉ số điện thoại và email có bất kể thông tin nào sai khác thì các bạn nên báo lại cho tư vấn viên để các bạn ý có thể thay đổi các thông tin cho các bạn đặc biệt là số chứng minh thư nhé khi mà chúng ta đổi từ chứng minh thư sang căn cước công dân thì các bạn nên báo lại và cái này thì giúp cho cái quá trình liên lạc giữa chúng ta và công ty nó xuyên suốt và nó không bị gián đoạn nhé thông tin về phí bảo hiểm thì sẽ cho chúng ta biết cái kỳ phí cái phí bảo hiểm định kỳ của chúng ta là bao nhiêu tổng phí chúng ta đã đóng trong đó phí bảo hiểm cơ bản là bao nhiêu và cái phí bảo hiểm đóng thêm đầu tư thêm là bao nhiêu thì thể hiện rất là rõ ràng ở đây Phần tiếp nữa là thông tin các giá trị hợp đồng Thì sẽ cho chúng ta biết giá trị hợp đồng của chúng ta ở thời điểm hiện tại là bao nhiêu nhỉ? Ở đây là có hơn 10 triệu tổng phí bảo hiểm đã được phân bổ là bao nhiêu này Rồi cái lãi mà chúng ta nhận được từ quỹ liên kết chung là bao nhiêu Các cái khoản chi phí bảo hiểm rủi ro và quản lý hợp đồng mà công ty đã khấu trừ đi là bao nhiêu thì nó có minh bạch cho chúng ta rằng để chúng ta đỡ tưởng là chúng ta đang có bao nhiêu hoặc là không biết là cái tài khoản của chúng ta đang nhiều hay là ít ấy thì cái app này sẽ thể hiện rõ ràng cho các bạn và các bạn không cần phải gọi lên để check cái gì cả thông tin người được bảo hiểm chính thì cũng bao gồm chứng minh thư và địa chỉ ngày tháng năm sinh nữa các bạn vào check nhé có sai khác thì báo lại một phần rất quan trọng đấy là thông tin người thụ hưởng các bạn kiểm tra nếu như hợp đồng của các bạn chưa có thông tin người thụ hưởng thì cần phải bổ sung ngay bởi vì nó giúp cho cái quá trình xử lý các cái quyền lợi nhất là các cái quyền lợi về nhân thọ sau này ấy không may mà gặp phải ấy, nó sẽ diễn ra nhanh chóng nếu chưa có cần bổ sung ngay nhé thông tin sản phẩm thì sẽ cho chúng ta biết là chúng ta đang mua sản phẩm gì có hiệu lực từ bao giờ và mệnh giá bảo vệ của từng sản phẩm là bao nhiêu chúng ta có thể quan sát và thấy được rằng nó nó đang ít hay là nhiều cần tăng thêm hay là giảm đi thì cái này sẽ giúp chúng ta xem được cụ thể luôn thông tin về tư vấn viên sẽ có số điện thoại của các bạn ý và tên của các bạn ấy thì các bạn sẽ vào đây để xem nhất là các hợp đồng mồ côi á các bạn sẽ biết được tư vấn viên của mình là ai số điện thoại là gì và từ đó thì có thể có mối liên hệ với họ Đó đây là các thông tin cơ bản và các bạn check lại một lượt nếu có sai khác nhớ báo lại để cập nhật ạ. Đây là từng hợp đồng và vào chi tiết từng hợp đồng chúng ta có thể xem một cách rõ ràng cụ thể. Cái hợp đồng này của nhà An thì có hiệu lực từ ngày 30 tháng 5 2018. Đó. Và có một cái hợp đồng khác này thì có hiệu lực từ 19 tháng 10 năm 2016 tức là hai hợp đồng này cách nhau 2 năm. kỳ đóng phí và số tiền đóng nó cũng khác nhau nữa. Thì bạn có thể vào và tự check từng cái hợp đồng của nhà mình. Anh thấy rằng là các công ty gần như là công ty nào cũng có cái app như thế này. Là các bạn cứ hỏi lại tư vấn của mình xem là công ty mà các bạn mua có app hay không, nếu có thì các bạn nên tải về và tự xem xét và quản lý luôn hợp đồng thông tự làm luôn để để nó minh bạch về thông tin ấy chứ không không nhất thiết là cứ phải check thông qua tư vấn bởi vì là tư vấn có người nọ người kia có thể thông tin mình nhận được chính xác hay không chính xác thì cái việc này thì mình sẽ cùng giám sát cùng với tư vấn luôn đó đây là màn hình chính đấy ạ đầy đủ tất cả thông tin mà chúng ta cần trên đây là cái cách để chúng ta vào kiểm tra và xem, đó và các bạn cứ thử tải về nhé. Nếu có bất kỳ thông tin gì mà chưa hiểu thì chúng ta cứ comment hoặc là liên hệ lại, an sẽ cùng trách và cùng giúp các bạn để vận hành cái app này.